Đây. Đấy, thôi lật cổ tay. Cổ tay mày mở ra nó rộng. Đấy, nó to. Gân nó mới phồng lên. Đây là huy quy này, đây là hùng này. Không chưa? Hôm qua về tay được rồi. Thôi để hình huy. Rồi, ok. Go! Một cao như mày hùng. Ở bên. Nhìn khỏe thế. Thế có kéo lạc không mày ơi? Kéo lạc không? Chưa một cơm của anh ấy, chưa một cơm không? Thế xem con ăn cái nào nó biết. Qua đây. Qua đây. Qua đây đỉnh này anh. Đỉnh đây. Ok. Vung vai. Vung vai. Cố gắng một tí. Rồi. Go. Hai con. Đừng nghỉ không? Không có anh, ra luôn. Cô thằng Huy em còn bảo chết thế này. Ý là không có mình chuyển nhau á. Em vẫn là được đằng đạo. Em đạo phải chỉ đấy, hai thằng đều đau. Anh vừa tập được sọng máu ấy. Thằng không quay tầm thế thì tập chặt. Tập bùa. Nào, vùng ba. Rồi, đi. Rồi. Go. Ba chẳng ăn đen cái trận đầu giữa Phúc và mình nhá. Để anh em đỡ phải hỏi là người nào thắng người nào thua. Cái này super mát nhá, 6 hiệp nhá. Nếu mà ba đều thì Phúc sẽ giành chiến thắng với Phúc. Hạng cân đang bị bé hơn 15 cân. Anh em nhá. Còn nó dùng đường dây luôn, chat luôn. Thứ lại đây. Toán rồi. Về tay hơi phút thì cứ trò lên. Rồi hơi đỉnh rồi, cô ba, cô ba rồi, ok. Cô gái phút một tí nữa, ok. Go! Ui! Không. Cô đấy, có cách nào vào? Cái này không phải tạm dừng. Yêu cầu một giây luôn anh em nhé. Đổi bên dây. Nhưng mà phải đổi bên dây nữa này. Bên này vệ ơi. Kiểm phóng thư thẳng đất. Đừng này sao có dâu đâu. Không, dâu nghe sau lưng đấy. Nào. Đây cho anh. Rồi, ra. Cơn mưa nào không dứt. Một không nghiêng về Phúc Quy. Thức lắc. Chưa cái mò nhẹ nhàng. Cái mò nhẹ nhàng. Come on. Come on. Rồi chết rồi đấy. Tắt cho anh. Một đều. Nghỉ đây. Vung ba nào. Quy quy vung ba nào. Quy quy vung ba. Vung ba nào. Vung ba nữa. Rồi. Một tay hùng nè. Rồi. Go.
số là ba đều anh em nhá. À là ba ba không nhưng phải bé hùng rồi đúng không? Anh mà mất đi đấy hả? Em mất đi cái gì dần luôn, quá yêu đuổi. Cái trận kinh điển như này mà thằng Hoàng lại bỏ về quê nhỉ? Ngu thật, thằng ấy ngu, ngu nhất team. Mai về, không về, mai về hôm nay này, vừa này. Còn đi bộ về đúng không? Chết giờ. Những trận đánh kinh điển của Phúc và Huy. Nhìn em của đây đấy nhá. Phúc em bỏ. Trọng tài Huy bắt đây. Trơn anh Phúc một lỗi nhá. Trơn vãi cũng. Mưa chẳng trơn. Anh Phúc một lỗi. Cố gắng lên. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Phúc luôn. Móc đè luôn. Phúc trượt ra rồi. Móc đè luôn anh em nhá. Cũng đạt luôn. Rồi, 2-1 nghiêng về Huỳnh. Phúc luôn à? Huy không, Vũ luôn à? Chưa được này, Vũ mà. Đồ này. Đồ tay đây. Đồ tay hình. Go! Đầu sai rồi đấy à? Bọn đang quay nhỉ? Như hai con trâu hút nhau. Năm không nghiêng về bé Hùng chuẩn bị đi Nhật. Bé Huy đã bị phát vào càng nghĩ cái không khỏe quá đấy. Năm năm nữa được trả thù đó nhá. Vâng, thua tay phải thì ta lại ăn kèo tay trái nào. Cố lên Huy, Huy Quy cố lên. Go. Úi giỏi, mất cổ tay luôn rồi. Cố tuột. Chap rồi. Bắn luôn con, chap vào. Chap vào. Vuông vai Hùng, vuông vai. Hùng vuông vai. Mà Huy. Ai cùng vuông vai nào. Go. Go. Đấy, ăn thua tay phải, ta phải ăn kèo tay trái là chuẩn rồi. 4-0. 1-0 nghiêng về Huy Quy. Kỳ quá. Ăn kèo nào đây. Được. Của tay Huy này. Vuông vai vào được này. Go. Một đều. Tay trái phế cổ bị công là chết. Nào, cố gắng lên. Đau vậy em bụng ạ. Không, không biết đâu. Huy là nó khỏe hơn nhiều đấy. Được không? Vuông vai Huy. Huy Quy cố lên. Huy Quy bất lợi, Huy Quy rất ngu. Tự nó ngửa và tự nó ngu lắm, nó ngu. Không phải là tôi cuốn. Thế thì ngu chết nha. Go. Thôi xong rồi. Không phải là tôi cuốn. 2-1 rồi. Chưa cuốn, chưa làm gì nữa. Thì đấy. Nó còn út thì đánh Top Roy. Top Roy tập gực xong rồi không đánh được Top Roy. Nó kiểu gì. Yếu nhỉ. Đau đau. Ai yếu nhỉ. Kiểu gì. Thằng Nam Quy đâu nhỉ. Quy là gì anh? Hả? Có lúc này anh hoặc một kiểu quy là gì anh? Quy là bè quy. Rồi ok. Chiến nó đây. Đang là 2-1 nghiêng về bè Huỳnh nhá anh em nhá. Nếu mà ba đều bè Huỳnh sẽ bị thua. Bè Huỳnh cố lên, bè Phúc cố lên. Hai bè cố lên. Go. Chú ý nhá. Hai đều. Đổ chiêu rồi. Hai đều rồi. Có cần tháo không? Không. Để nguyên dây. Tay to như kiểu thần thò nhỉ. Nhìn sợ thật hai thằng này. Tay hai này to quá. Trơn quá. Go!
ba đều thì Huỳnh sẽ thua nha, nên cẩn thận. Một lỗi của trò dừng lại luôn trận đấu, dừng lại trận đấu luôn nghe theo hiệu lệnh của trọng tài. Huy Tho nghỉ à, lại nghỉ à, bắt luôn đi Huy ơi, tôi chắp luôn cho nó đây, đừng đây ngã cái chết nhỉ. Bắt chuẩn cho Huy nhá. Go. Rồi, thế là 3-2, chắc chắn Huy sẽ bị thua rồi. Thế phát nữa à? Phải Huy à? Phải Huy không? Nam chứ phải là Huy, quên mất. Go. Của trò, chú ý trọng tài, góc quay chết đi anh, một lỗi của thằng Hồ Phúc rồi, cười đi, nghỉ, thấy chắc chắn nó ngồi hình thua rồi, khổ quá, góc quay rất đẹp rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống không được, bùa yếu quá. Thôi thua rồi. Ngồi xuống luôn. 6-0 rồi. Quay say vào ra là chiêu mạnh nhất của nó, không đánh được chịu. Này chỉ đánh say vào thôi, chưa đánh được hồi tốt vào. Quận đánh vào, cứ bảo đấy quận vào, không mở được. Xoay ra thì không phải xoay ra, hai ngửa ra. Mở tặng, go. Xoay ra đấy, mò lắm đi. Nằm xuống kiểu không ngon luôn. Không nằm được đâu. Đưa mỏi nào. Nào, công đi. Không công được thì chịu thua luôn. Em mà là phụ không ạ. Rồi. Chịu chân. Cái này là cương. Cực kinh. Tính là cả. Sợ thật. Cả hai con này. Hai người này còn chưa không cưng mấy. Đây có nghiến răng nghiến lợi thì nó cương ngay chứ không phải là công. Nghiến răng nghiến lợi thì nó cương. Là phải đau cổ tay mất cả quân hết rồi trời. Tôi để đây đã. Góc quay là mình rất mỏi tay nhưng mà phải góc đẹp để quay cho anh em. Còn vương hết rồi. Rồi mà cổ Phúc mở một tí thôi rồi. Go. 4-2 luôn, không phải là 3 đều rồi. Anh tự nhìn lại xưa chưa? Giữa mà có hung trong tay nhưng mà không phải mình anh đâu. Anh vừa giám sát thôi mà. Yên tâm vật. Go. Cái số là 1-2 à? Nhưng về Phúc Quy đồng tay không làm việc đấy. Có thế. Đồng tay không làm việc đấy. Ờ. Cổ Phúc luôn luôn thẳng. Ok. Go. Thôi, có cái dưới chân không? Rồi, 3-4-4-3-3-4. Nghiêng về bé Phúc Quy 4 cho Huỳnh 3. Rất nét luôn. Không có bắt thoải mái không ạ? Lùi về Huỳnh. Phúc cầm thôi, Huỳnh cầm. Tịt mẹ. Go. Một lỗi của người của Phúc, cụ trò của tôi dừng lại luôn. Phúc bị chân chân rồi chết. Chân em chân 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 mấy lần rồi. Ai vào về thích đạp. Ở đây Phúc ơi. Quận nào anh mày? Quay. Thấy rồi. Go. Đúng chưa? Đúng rồi à? Nhanh thế. Quay nét như ban ngày nè. Go.
hooker. Đúng rồi. Phải thôi. Không gì có chuyện người anh. Thôi em cũng phải thật này. Ông nắm cái này là tôi khó nắm vãi. Go. Anh chơi em bảo mà. Cái lạ gì sao? Trời thua quấn ra thế thì em chết rồi. Nên sao phải trái đấy tốt. Thằng Phúc có học chiêu của anh mà. Thằng này toàn học chiêu của anh, chơi rất vật. Trái đấy tốt thôi. Ta bị trồm gần lên người này luôn. Go. Bao nhiêu rồi thì số là 2-0 à? À đâu, đều, Phúc đều. Thắng, Phúc thắng. 2-1. Hãy cố gắng. Việt Hùng hãy cố gắng nào. Việt Hùng Quy. Cầm này khó vật thật. Khó mới phải cần vật. Luyện tập. Go. Thôi anh đấy, bọn này rất to anh em nhé. À thì anh lấy thước đo, đo này lấy thước đo cho. Đo là được, thì anh lên găng lấy thước đo rồi nhé. Phải đo vật vật xong đo luôn đấy kìa. Ờ, mà căng nhất thì anh lên lại. Được chưa? Thôi thì mày lên lại nhá. Đó một trẻ con mà. Về tay Huỳnh. Huỳnh ơi bắt lợi rồi, về tay Huỳnh. Rồi ok, nữa nữa, chưa được, rồi. Ok, nữa rồi. Go. Ôi rồi. Huỳnh đã bị thua hôm nay. Hạng cân 65 đã bị thua hạng cân 60. Bao nhiêu chưa để đó, đo chưa để lên này nha. Đo chưa? Đo nha. Go. Đây cú chó lên móc. Cú chó lên móc để... Không. Cái con được búa rồi. Mưa này không biết đứa trẻ không bật được đâu. Để em xem, có biết đứa trẻ đang có một thằng một bật phải không? Nào. Thằng Nam Định đúng không? Em không biết. Tuấn Nam Định à? Sinh năm 2000. Nào, hôm nay nào ok chưa? Không. Rồi, nó vô địch tay trái hôm nay. Đấy, em vẫn đâu ra? Kinh khủng thôi, thằng Huỳnh nó đang chơi niềm vật. Kinh khủng. Đấy, tất cả mọi người nó chấp mọi người vào liên tục như này. Không cần phải hô, nó cho vào thằng Huỳnh vật trước. Go. Vào trước đây. Đấy, hai này một giây rồi. Chát rồi. Hai. Đây, đừng bị đau này. Nên gì? Còn này tay em to. Đây con này. Ôi nó bảo này tay là to này anh em này. Rất là ghê gớm đấy. Đấy. Thì anh Nam về. Anh đi Nam, anh Huy Nam về nơi chắc 10 giờ. Kéo nó không về rồi, nhắn tin nó chẳng trả lời. Anh Nam lên lào thật. Thôi. Nhạy như thế đi ra làm sao được. Chỉnh giữa, anh thấy anh cảm giác anh đang bị về anh thì phải. Rồi, giữa rồi. Go. Rồi, thằng Huỳnh đã giành chức vô địch tay trái. Đã giành chức vô địch. Đo. Bây giờ sẽ làm màn đo so đo nào, Phúc đâu? Đo cho thằng anh đo đi, em không, quay đo cho em. Anh đo em quay cho. Quay phải nhìn này nhá. Đó. Thì không cứng lên. Na từ từ đã, mở ra. Rồi không cứng lên. 40. Hay là từ đầu mở phần này ra đã cho kẹp cái dây vào đã. 37 cm. À, đo cái gì không nhìn thấy gì đấy, thằng này thế mà bảo đo được. Đây. 37 cm đây, đo phải đo như này anh em nhá. Đây. Đấy rồi, lật cổ tay. Cổ tay phải mở ra nó rộng. Đấy, nó to. Cân nó phải phồng lên. Cổ tay phải đo trên cái này anh em nhá. Đây.
mở ra. Tay 16. 18 cm nha anh em nhá. Rồi bắp bắp tay. Tay 40. Gồng lên gồng nó phải để ngang cái này thế đúng không? Bao nhiêu đây? 35 cm. Rồi lượt ông Phúc. Này nó lại quay đi. Em chắc 30. Cút. Đấy, đứng bên này, đứng bên này, đứng bên này. Huỳnh đứng bên này. Cổ tay 16 cm. À, đứng bên này. Rồi, đâu mới đây. Đồng cứng lên. Từ từ, từ từ. Rồi. Rồi. Cứng lên. Đồng cứng lên. 37. Bằng thằng thằng ấy á. Bằng thằng Huỳnh à? Bằng. À, cổ tay 16 cm. Rồi đó. Ừ, thế đúng rồi. 16. 18 cm. 18 nào? Đây không 18 bao nhiêu? 17. Đây ở giữa này. Cho này lên 17, 17 rưỡi. Không được chặt như thế, mình phải zip ra 18 cm. 17. Bắt tay, bắt tay. Ờ bắt bắt tay trước. Bóp dày lên. Nào. Không lên. Ôi giời. Bóp dày rồi. 37 cm. Bắt bắt hơn cả em. Đấy. Chắc. Tay Huỳnh rất chắc. Nó đẹp trai, tóc dễ ngôi. Phải nó bảo là phải đẹp trai mới có nhiều người yêu. Phải đẹp trai mới có nhiều người người theo. Đấy. Tôi giảm bụng thì tao bay nào quay lên này. Chẳng phải tập thì ăn. Quay xoay. Ừ. Ừ, không hỏi cho em thì giảm đơn giản thôi. Chỉ cần ăn thôi, chẳng cần phải tập. Thoát mấy ngón tay, vẫy tay Huỳnh. Đi. Hỏi được con nào? Hả? Hỏi con nào? Hỏi giảm bụng thầy mà. Go. Cái trước của em, lịch của em là đánh ngang 5 tháng. Bảo thầy giáo xem video của Kim Thần Tho này. Thì muốn lan tỏa được sang con gọi anh còn thật. Đánh ngang là 4 tháng sau thì lịch là 4 tháng. Anh chỉ sợ một điều nhất là nếu mà thầy giáo em xem trong nghiện, nghiện xem Kim Thần Tho này. Anh còn thật mà. Về tay Huỳnh. Về tay Huỳnh. Chưa ở giữa đâu, Huỳnh bắt ngu, rất ngu nữa. Rồi ok. Go. Ừ. Đúng rồi.